xuống cho số 8 Haraguchi. Và những tình huống đưa bóng vào của Haraguchi cũng là rất nổi bật tại vòng bảng. Shibasaki sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt góc dành cho đội tuyển Nhật Bản. Hãy coi chừng tình huống này, một tình huống mà thủ thành của Ả Rập Xê Út đang bị ngược nắng. Và rất có thể đó sẽ là một bàn thắng, đúng như vậy. Đội tuyển Nhật Bản không quá vượt trội về mặt ưu thế, về mặt thế trận và thế. Con số thống kê, huấn luyện viên Moriyasu đã sử dụng tới 22 cầu thủ ở vòng bảng đã nói lên điều này. Rất hay. Có thể dứt điểm. Tiếp tục là một pha tấn công khó khăn ở khu vực giữa sân. Abu Raik đưa bóng vào trong. Không thể có mang tính chất quyết định. Hệ thống phòng ngự của Nhật Bản đang phán đoán rất tốt. Và đây có thể là cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ Nhật Bản. Đội tuyển Ả Rập Xê Út không muốn kéo dài thêm chuỗi thành tích đối đầu bết bát trước cao thủ Nhật Bản tại vòng chung kết của Asian Cup. 6 trận đấu trước đây thì cao thủ Nhật Bản đã giành tới 4 chiến thắng. Và cao thủ Ả Rập Xê Út rất muốn cải thiện điều này. Những pha lên bóng đầu tiên trong hiệp 2. Đó là cú dứt điểm tương đối đáng chú ý của cao thủ Asaki, là người đã thực hiện tình huống kiến tạo. Vẫn là Shibasaki đá phạt. Cú đánh đầu của Yoshida. Hai cũng không thể tiếp cận được pha nhả bóng vừa rồi. Phản công dành cho cao thủ Nhật Bản. Không việt vị. Muto. Không vào. Đây là một thế trận chắc chắn sẽ giúp cho các cầu thủ Nhật Bản tránh được việc phải mất quá nhiều sức. Vì những cầu thủ tấn công luôn là những cầu thủ phải căng sức và tốn thể lực hơn. Đánh đầu. Đó là một tình huống mà đội trưởng bên phía Nhật Bản đã phá bóng tốt. Không thể có một pha dứt điểm của Muto ở trong vòng cấm. Cơ hội phản công dành cho cao thủ Ả Rập Xê Út. Đường mở biên rất tốt. Quyền xử lý là hơi chậm. Vẫn còn. Bóng vẫn thuộc về cao thủ áo trắng. Nhưng cuối cùng thì thời gian bù giờ đã hết. Và trọng tài cũng đã nhìn đồng hồ. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng tứ kết của Asian Cup 2019 sắp được xác định. Và đó nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng đầy duyên nợ và đã rất hiểu chúng ta. Cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài Imatov cũng đã vang lên. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu.